Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin trao cái món quà tình thương của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp ở bên Mỹ cho chị tươi bị hư một bên mắt, gãy tay và bị tai biến nữa, cái chân thì đi không có được, rất là khó khăn. Bởi vì chị đổ bệnh nên người chồng của chị rời xa chị tươi, sống với người mẹ chăm lo cho chị tươi, mà bây giờ mẹ cũng mặn phần qua đời nên không biết được hoàn cảnh của chị, rất là xót xa và chạnh lòng. Con trao tặng món quà tình thương của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp ở bên Mỹ. Cầu chúc cho vợ chồng của cô Dung và chú Nghiệp sở nguyện tỳ tâm sở cầu như ý, đời đời sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Chúc cho vợ chồng của cô Dung và chú Nghiệp tăng phước tăng thọ, bồ đề tâm tăng trưởng, hàng sống an lành trong ánh sáng nhiệm màu của Đức Phật A Di Đà từ bi tăng đại chứng minh. Xin Đức Phật A Di Đà luôn gia hộ cho vợ chồng của cô Dung và chú Nghiệp muôn đời bình an, để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời này nữa. Ngày hôm nay con trao tặng món quà tình thương của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp cho hoàn cảnh của chị tươi. Chị mở mắt to lên, bên kia mở mắt ra được không? Dạ, nó sần mí luôn. Dạ, yeah, chỉ còn có một con thôi hả? Dạ. Cái con mắt bên trái của chị á, bị gì? Tại vì lúc nhỏ mẹ sinh ra là nhau, nó chàng mắt. Mới đầu thì cũng như cái nhau nó dính vô mắt mình rồi nó bị đỏ. Rồi sau một tháng thì cũng như là cái lớp mây nó kéo nó dày lên rồi. Thì giờ nó dày nhiều luôn rồi. Thành một cái lớp mây. Rồi chị cho em hỏi chị tên gì? Dạ em tên Tươi, Trần Thị Hồng Tươi. Năm nay chị Tươi nhiêu tuổi rồi? Em sinh 1983. Rồi chị Tươi có chồng có con gì không? Dạ em có chồng cũng có con rồi. Mà năm 2016 em nằm bệnh viện thì chồng em nói là giờ em không có khả năng nuôi con nên chồng bắt đứa con luôn. Rồi chị nằm bệnh viện, chị bị gì mà nằm bệnh viện? Tại vì bác sĩ bệnh viện 115 nói là tắc nghẽn mạch máu não, là vậy giống như là bị mạch bán toàn não. Rồi lúc đó chị nằm bệnh viện, chồng chị có nuôi chị không? Tại vì nếu như mà về chuyện gia đình, ba mẹ chồng thì không có để, nếu là để cho chồng về nuôi con, về đi làm, về chăm sóc cho con, cho nên không có cho đi nuôi em. Rồi mẹ mới nói chồng gì mà sao không chăm sóc cho con cho vợ, nên mẹ thấy mẹ xót quá, mẹ nói sống với mẹ rồi mẹ nuôi, đem về nuôi luôn. Rồi
rồi chị bị bệnh gì nữa? Dạ, giờ đâu có gì để đâu, giờ cũng đâu không có bệnh gì hết. Rồi cái tay đó chị bị như sao? Tại vì Tết năm vừa rồi á, đi từ ở trong nhà đi ra rồi không có để ý, tại vì mình cũng vô ý quá, do nhìn cái cửa sổ không mà không có nhìn lại dưới chân, rồi đi bị dép té cái bào gạo. Tại vì cái tay này nó không có chống được cho nên nó ngã xuống vậy, cái thân mình nó đè cái tay gãy luôn. Nó gãy tay chị hả? Dạ, gãy đâu luôn á. Gãy rồi có bắt ốc trong đó không? Dạ, lúc đó thì cũng gần Tết là 29 Tết rồi, mà đau nhức quá à, thì bác sĩ nói thôi giờ cứ tạm thời về nhà dưỡng đi, chứ giờ Tết bệnh viện cũng không có làm việc. Thì nếu mà có chuyện gì bất cắc thì chuyển tuyến xuống bệnh viện, thì chuyển tuyến xuống thành phố. Thì em cũng về em nằm em dưỡng vậy thôi, cũng không có nghĩ tới gì hết, rồi nó cũng im luôn. Nhưng mà giờ có cử động lên được không nè, một tay chị tay không cũng... thì cái tay à, nó cũng đái rồi. Chị là nó quơ gì luôn hả? Dạ. Thì giờ giống như là cái cây mà nó lắc lư bị gãy rồi, nó lắc lư. Là không có. Vậy là lúc đó là chị bị gãy tay, chị không đến bệnh viện tự dạ. cho nó lành hả? Dạ. Thì nói chung là tay biến thì cái tay gần như là nó cũng bị liệt luôn, không cầm nắm được rồi. Thì sau đó thì mới bị té gãy tay. Đâu chị dở lên lần nữa cho em coi nha. Là chỉ làm như vậy thôi. Giờ cái xương này nó chốc lên này nè. Vậy là khi chỉ còn một bên tay phải là chị cử động được thôi hả? Giờ chỉ còn nói chung là tay biến thì nó liền nữa rồi. Thì nó bên trái thì nó yếu, còn dần nữa bên phải thì còn hoạt động bình thường. Là lúc đó chị bị bệnh rồi chồng chị mới gờ bỏ chị hả? Dạ. Khi mà chưa bị bệnh thì chồng vợ vẫn ở nhau. Dạ thì rồi khi mà chị đổ bệnh thì người chồng lại từ từ rời xa chị. Dạ đúng rồi. Chị có buồn có hận người chồng chị không? Tại vì lúc đó thì mình cũng nói chung người tâm của người thường thì nào bị ruồn bỏ vậy thì cũng hận lắm, nhưng mà tại vì bây giờ mình cũng tu theo đại pháp thì mình hiểu được cái căn nguyên gì sao rồi, cho nên không giờ không dám giận gì nữa. Với lại người chồng cũng hồi trước thì cũng có lấy một ít tiền của em nè, thì em thì ở quê em đâu có gì ở thành phố đâu, đúng không? Thì có lẽ là cần xin kiến sao mà em biết được thông tin là chồng em bị tai nạn giao thông, thì chồng em cũng tai nạn giao thông, thì giờ cũng bù lại rồi, cũng đền bù lại là bây giờ bị chấn thương sọ não nên giờ không dám hận. Vậy là sau này là khi mà chồng chị bỏ chị rồi xa chị đi thì lúc sau này là chồng chị bị tai nạn nữa hả? Dạ đúng rồi. Lúc mà bị bỏ cũng buồn hận lắm hả chị? Đúng rồi, lúc đó thì mình cũng hận lắm, nhưng mà bây giờ cũng biết được cái căn nguyên là cái thời phía trước mình gây bao nhiêu điều ác nên mình phải trả nghiệp thôi. Mỗi ngày chị cũng có nghe Phật pháp hả? Dạ thì em đang tu theo Pháp Luân Đại Pháp, tu nghe chân thiện nhẫn nên giờ cứ lấy nhẫn. Rồi em cái khăn đó nó làm sao chị? Cái khăn đó là trợ giúp gì không? Dạ thì thí dụ như cái tay này nó gãy thì nó nặng quá, nó kéo xuống cái dài
nên giờ em đỡ lên, lấy khăn em đỡ lên. Với lại đỡ nghe, có cái tay này mình dịnh đỡ, chứ mình lo mình dịnh cái tay này không á thì đỡ cái gì thì mình không có dịnh được. Con chị lớn chưa? Dạ, năm nay bé học lớp 5 rồi. Cháu mới học lớp 5 thôi hả? Dạ. Rồi chồng của chị bị tai nạn gì đó rồi có còn tỉnh táo rồi gì không? Thì bị chấn thương cho não là ảnh hưởng tới não rồi, cũng bây giờ cũng nói chuyện cũng không có được tỉnh táo như người ta. Là lúc đó chị ở nhà hả, rồi bởi vì mới đi bệnh viện á, em nghe chị kể á, là lúc đó bị bệnh ở nhà. Ai? Chị á. Thì lúc tại vì em hôn mê nằm bệnh viện là chồng bỏ rồi mẹ đem về đây. Chị còn một bên mắt phải thôi, là bên mắt phải này chị có thấy không? Dạ, thì mắt phải thì thấy, còn mắt trái thì giờ bịt, mắt phải thì không thấy. Mắt mở thì thấy không? Thấy. Dạ. Mắt bên kia nhắm là từ nhỏ luôn hả chị? Từ nhỏ. Dạ. Nếu có một điều ước mơ trong cuộc đời này, chị ước gì không? Thì nói chung ngoài đó thì mình có sức khỏe thì mình không cần mấy cái gì hết, nhưng mà tại vì bây giờ đi đứng rồi đó, giờ tới khi mà lúc mà bị như vậy nè, rồi đi đứng không có được bao nhiêu, người ta muốn đi đâu cũng khó khăn. Bây giờ ước mong là mình được khỏe, chân tay nó khỏe mạnh được không? Rồi lúc đó chồng chị bỏ chị về với ba mẹ hả? Ba mẹ còn không? Ba mẹ của em đây hả? Dạ. Yeah. Thì hồi lúc đó thì ba mất, còn mẹ thì còn không. Rồi bây giờ mẹ chị còn không? Mẹ mới mất năm rồi, hồi tháng 12 năm 2021. Mẹ chị bị bệnh sao mất cho chị? Mẹ bị hồi trước á thì mẹ bị ung thư đại tràng, rồi xong rồi sau đó nó chuyển qua di căn qua bên gan, qua bên dạ dày gì đó. Rồi tại vì mẹ chụp X quang á thì bác sĩ nói là giờ cái gan cũng bấy hết rồi, tan nát hết rồi, cho nên về mẹ cũng buồn. Bác sĩ cũng nói mẹ thời kỳ cuối rồi. Bây giờ chị có nhớ mẹ không? Bây giờ chị có nhớ mẹ chị không? Chị nhớ mẹ chị nhiều lắm không? Khi mẹ còn sống, mẹ có nói gì cho chị nghe không? Kỷ niệm với mẹ á, kỷ niệm gì không? Dạ không. Có khi nào chị nằm mơ thấy mẹ về không? Cũng thời gian gần đây cũng có thấy. Thấy mẹ về với chị hả? Trong cuộc đời này, ai sanh ra đều mong muốn có mẹ trên đời này. Đi khắp thế gian biết ai bằng mẹ của mình con. Dạ.
Mẹ là bóng mát giữa đời, mẹ là điểm tựa bên đời của con. Mẹ là ánh sáng mê mờ, cho con đường rộng để đời con đi. Chắc có lẽ là con nhắc về mẹ nên trong lòng của chị đã tuôn trào cảm xúc không cầm được lòng. Khi cũng nhớ về mẹ, những ngày đau ốm bệnh tật chồng ruồng bỏ, thì chỉ có vòng tay của mẹ, vòng tay của mẹ để chở che người con gái hiền. Bây giờ mẹ đã mãn chiên chằn, mẹ ra đi, mẹ đi về nơi xa, không bao giờ mẹ quay trở lại nữa. Giờ chị bị bệnh cũng một mình thui thủi trong bên một mình mà thôi. Cái chân của chị có dở lên được không chị? Cái chân á, chân phải thì dở đường mà chân trái thì nó giống như là đeo cục đá thì nó nặng. Dạ dạ. Đâu chị dở chân phải cho em coi nha, cho quý vị coi nha. Này dở được. Dạ, còn chân trái, thì dở không được. Chân trái không phải dở. Phải đỡ lên. Dạ, phải đỡ mới được hả? Dạ. Chị ơi, giữa lúc khó khăn này, chị không còn cha mẹ trong cuộc đời này nữa. Khi mà chị bị bệnh thì người chồng của chị cũng rời xa chị. Em đến nơi đây em tâm sự và biết được cái hoàn cảnh của chị. Giờ không có làm cái công việc gì để kiếm ra tiền. Em xin được trao tặng cái món quà tình thương của vợ chồng cô Dung với chú Nghiệp ở bên Mỹ. Dù ở nơi xa nhưng lòng đã phát tâm từ bi hạnh, tâm từ bi tâm, gieo hạt giống bồ đề của Đức Phật A Di Đà. Xin chia sẻ cái món quà đó chính là cái số tiền 300.000 để giúp cho chị những ngày tháng này khó khăn để có tiền để mua gạo ăn. Con xin trao tặng món quà của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp 300.000 cho chị này. Chị cầu chúc cho vợ chồng của cô Dung, chú Nghiệp muôn đời bình an, đời đời sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Chị ơi, nay vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp ở bên Mỹ tặng cho chị 300.000, chị có gửi lời gì chị nói nha. Dạ, con xin cảm ơn cô Dung với thầy chú Nghiệp ạ. Dạ. Chúc cô chú nhiều sức khỏe và bình an ạ. Rồi, con xin trao tặng món quà tình thương của vợ chồng cô Dung chú Nghiệp cho chị bị gãy tay rồi bị tai biến nữa, còn mắt hư một bên nữa. Chúc cho vợ chồng cô Dung chú Nghiệp muôn đời bình an, đời đời sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật.